thousand years later. Ok thì ha, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok thầy, hôm nay anh Vịt anh đã đứng đây để làm tượng rồi. Nhưng mà mình sẽ làm một pha lên trời. Vui quá. Chết thêm lần thứ 3 trong ngày. Ok thì như em cũng đã biết là trong tập trước là tập ủa anh Vịt tập bao nhiêu ta, trong tập trước là tập bao nhiêu ta? 19 hả? 19. Ủa gì? Ủa thôi tập 20 mà, phải không? Thôi chín. 20, vậy nay 21. À, không biết nó không nhớ, nói chung là trong tập trước á thì anh em bọn mình đã hồi sinh được Kairon và sau đó là đã nói chung là đã khám phá được hết cái ngôi làng trên mây này rồi đó. Thì bây giờ bọn mình sẽ kiểu là đã quá quen thuộc cái làng này rồi, bọn mình sẽ không cần phải khám phá hay gì nữa, bọn mình sẽ rời khỏi ngôi làng này và tiếp tục hành trình đi đến đi tìm cái ngôi làng của bọn thổ dân ăn thịt người. Thì mình nghĩ là trong và trước khi bọn mình đi, mình nghĩ là bọn mình sẽ đi lấy một ít lúa để làm bánh mì mấy heo dự trữ trong cái đường đi để có được thức ăn vậy. Ok đây, mình phải trồng lại cho người ta nữa chứ, mình đã lấy lúa người ta rồi mình phải trồng lại, cho mày ăn rồi mình phải trồng lại chứ. Ok, ở bên đây còn nè. Làm bánh mì đi một tí, chúng ta phải đi đến cái làng của bọn thổ dân ăn thịt người là không có thức ăn đâu. Để coi. Làm bánh mì sao? Làm bánh mì thì làm các bạn chế tạo, bỏ bánh mì vô đây nè, trong nhà của ông trưởng làng có nè. Đây 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 nè, đây à, bạn chế tạo quá trời nè. Ủa đi ra cho mình chế tạo với coi. Đây tôi chế tạo được 20 con bánh mì. Đây, trời ơi. Ê Timmy, có cái này cho Timmy ăn nè. Gì? Ông ăn đi, ông lậm đi, ông lậm vô đi, không cho ông Vịt, ông ăn là ông thích ăn luôn. Ừ, ủa mà ảnh là Vịt mà chứ đâu phải là con gà này đâu. Này là đồ ăn, này là đồ ăn cho Vịt với gà đó, đó mà là đồ ăn cho gia cầm á. Ok thì ok thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới nha. Đi 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 mọi người, đi đi đi. Timmy. Không có tìm gì hết, tính đánh đồ gì vậy. Đi anh ơi, đi nè. Trời ơi, đứng đó còn giỡn nữa, đi nhanh lên. Trời ơi, đậu phộng. Để tốt thời gian của em rồi đó. Ồ, bên kia là cái chỗ cái đám mây của bọn quái vật kìa. Cùng anh méo 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 méo. Ê, anh Vịt. Anh Vịt, xuống đi anh. Hả? Xuống đi. Cái gì vậy? No. Anh Vịt, anh nhảy xuống trước đi anh. Nhảy hả? Ok. Timmy nhảy luôn đi. Tôi không còn gì hết. Nhảy đâu, nhảy xuống thì chết, ra đây đâu có ngu. Ủa bây giờ làm cách nào để leo xuống đây, phải để từ đê em vào trong làng em kêu em coi không biết trong làng có cái gì không, nếu mình có thể mình leo xuống không, chứ kiểu này nhảy xuống là nguy hiểm phải chữ luôn á. Để từ để coi coi, để em vào trong nhà con chữ làm coi coi biết trong rừng ổng có cái gì chứ chúng ta có thể đi không ta. Ui có pháo hoa nè. Ủa trời ngon. Đây ba cái đủ cho ba người luôn, còn gì đây. Ui có hạt đậu với hấu. Ui có cung nữa nè. Thôi mình sẵn rồi, mình lỡ rồi thôi mình vơ vét hết luôn cả cái nhà của ổng luôn. Nè cho cái này quý okay, lắm cho. Rồi đi xuống nè. Xuống đây. Ủa mình rơi bằng cái này mình có bị chết không? Không chết. Thả trôi. Thoải mái. Ok thôi. Thôi bay được luôn nè. Thôi mình dùng cái này mình bay đến cái làng thổ dân luôn đi anh. Đi. Không, ủa hình như là em nhớ cái này là nó hết thời gian được phải không? Đổ phộng. Hết thời gian gì tôi mình. Rồi rồi, nổ rồi à. Nó sẽ nổ á. Nổ banh luôn anh ơi. Anh chưa nổ. Chưa nổ này. Ô bà là tìm mấy rồi, qua đây nhanh. Trời. Đi. Rồi ok, bây giờ bọn mình bây giờ bọn mình sẽ trên đường tiếp tục đi đến cái làng của bọn thổ dân nha. Ok, trời chỗ này nhảy lên không được. Ok đi thôi. Ok các nhanh lên mọi người ơi. Trời còn leo xuống nó làm gì vậy? Leo lên nhanh. Trời. Tốn thời gian quá, đi nhanh nè. Ôi. Cái gì? Leo lên đi, tốn thời gian quá, 3 giờ rồi. Ủa gì vậy? Ôi. Hình như là mình đi đến đúng cái làng thổ dân này nè. Trời, quá giật không kìa. Với bọn thổ dân trong đó kìa. Sao anh? Cái làng này mà mình cảm tưởng cái chỗ mà thổ dân hôm vừa rồi em mình đánh lên kiểu nó nháp á. Đâu không, cái chỗ này em thấy là bọn nó hiện đại hơn mà nó có xây mấy cái cột cao rồi nè, xây nhà xây đủ thứ hết, nó khác cái chỗ lần trước mình đi. Bây giờ anh em bên kia là cú nha phong ha, mọi người tay chân lẹm trước là 2 3. Thôi rồi đó, chứ lẽ giờ mình sợ bọn nó cứ nhà vô đánh thôi, giờ biết sao giờ. Bây giờ mình dùng cung mình bắn nó trước đi, dùng cung mà bắn nó trước đi cho yếu qua đánh. Ôi bây giờ mấy con này nó mạnh lắm, mình bắn bằng cung còn khi nào nó mới chết, cứ nhào vô đánh thoải mái đi. Ôi trời. Ui
đây 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 mọi mọi người một con. Ôi mà mình tập trung mình đánh một con cho nó mất máu nhanh. Rồi, đi mình follow mình lại ôi, nhìn mấy thằng thủ dân luôn hoang không, nó đòi qua nó thử thử mình giờ giết con này chứ. Đây nè, đây nè, con mấy con này nè, giết luôn đi, giết giết hết luôn đi. Phong người ta sau lưng kìa, phong đi sau lưng kìa. Ui ui, mình tập trung mình đập một con này thôi, nhanh lên mọi người. Nó bắn cái gì? Vô dân quá mày, mày. Ờ rồi rồi. Vô dân quá mày, mày từ từ anh giết. Ôi, ở trên đó có mấy con bắn cung nè, bắn nó, bắn nó. Bắn mấy con bắn cung đi. Ủa sao có mấy con bắn cung mình bắn hoài nó không chết đi. Ủa rồi nó chết rồi, con này nó hình hình như cái con này nó mạnh hơn mấy mấy con lần trước anh ơi. Đi đi vô đây, vô đây. Từ 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 mày, bắn cung mày bắn giết con này nè. Giết tôi, giết chị, giết phụ tôi, giết phụ tôi. Đi đi. Ôi, nó cả chết đây rồi. Ui, trời. Coi chừng quýnh trúng nhau giờ ấy. Quê quýnh chúng mà tìm mày. Ok ok đi đi. Trời ơi, hay là tao tin đây giờ em nghĩ là chúng ta không 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 có nên mà nhào nhào vô bất chấp gì đâu. Ủa mấy thằng này là mấy thằng thổ dân hả? Giết chứ mày. Ê, đâu quýnh em kìa. Ủa nhưng mà ủa giờ bây giờ chẳng lẽ giờ mình nhào vô mình đánh gì nguy hiểm lắm, giờ mình còn còn vũ khí gì không? Ai còn vũ khí gì không vậy? Là bây giờ mình theo 36 kế chạy ở thượng sát, bây giờ mình cứ cái gì tốt nhất làm đi, thôi chạy đi. Ủa rồi chứ giờ anh không biết tìm hiểu gì cái bí mật của ông vịt trời hả? Giờ mình phải vô nên mình mới biết được chứ. Nhưng mà kìa đông quá sao đánh? Cái gì cái gì? Cái nghe là tôi là phù thủy đó mấy người nhớ không? Trời tôi là có pháp luật đó mấy người nhớ không? Rồi 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 sao? Bà này là phù thủy hả Phong? Ủa chứ anh trước giờ anh sống chung bọn em anh không biết hả tào lao? Ờ bởi vì là bà ấy lâu quá anh thấy bà không có tác dụng gì anh kia okay, bây giờ anh đã biết thêm trên trái đất có một phù thủy vô dụng nhất quả đất rồi. Ok bây giờ đấy. Ủa rồi rồi bây giờ sao giờ có chuyện gì? Đây bà thủy hiện đây. Cái đợt trước mình vô nhà người dạ. Ôi anh vịt chạy dữ hả? Chạy dữ hả? Ok chạy dữ. Đằng sau anh có gái kìa. Hai ông nhà ủa, này là gì? Ôi đúng rồi, chạy dữ thôi. Bây giờ mấy ông triệu hồi đi, mấy ông nghe là bấm chuột theo tôi nè, bấm chuột theo tôi nè, đó. Ủa rồi sao? Ê, cái gì kìa đây? Ôi, ôi, sói giết nó, giết nó. Ôi. Ôi, lính của tôi. Anh Bạch tính ra em nhớ rồi đó, cái con này là cái con cái gì, cái trứng sói, là cái trứng của ma sói lần lần trước em kiếm được á, thì con này đó nó sẽ bảo vệ chúng ta, nó sẽ là đồng minh của chúng ta anh. Ủa mà Timmy. Timmy, tôi nói là nghe này nè, mình chưa vô mà bà đặt ra hết thì sao mấy con nãy vô được? Ừ. Mình vậy. Ủa cái nhà vô đại đi trời ơi, giờ vô nào, giờ vô đánh liên tiếp luôn nha, đừng vô. Mở cửa ra, mở cửa ra xong nhào mình nhào vô đập li lẹ nha. Cái gì vậy? Từ dính ra. Ui ui, anh chưa nhào vô nó tảng người á. Em nhảy hai lóc em leo vô. Bay. Này thì vô phụ em đây. Cái gì vậy à? Sao mà để một mình em trong đây vậy? Vũ khí bí mật. Cái dưng. Ây da. Ờ đúng rồi dùng ơi, từ đây em đặt lại cái này dùng lâu quá đâu không tốt thời gian vậy rồi này, tôi thấy có chơi đâu. Ủa đâu sói với em đâu à? Đây đây, đánh nó trời đông quá. Mày ơi tôi lại đây không vô hồi được câu chạy dựng bên con vịt mất tác dụng. Đánh đây ôi con ba con đừng nhìn này, nó không đánh gì hết đây. Tại anh đánh con bắn cung chi cho nó ngắm vô bắn cung á đậu phòng. Ôi ừ. Anh đánh con anh cung đâu, nó cứ nhìn con anh cung không à. Ờ chết rồi chết rồi. Ôi giờ sao núp. Mấy con bắn cung nó bắn mình kìa, giết nó luôn chứ giờ sao. Anh giết nó đi chứ sao nữa, bắn đi. Này tôi nè. Ok rồi. Ôi chết rồi. Ủa sao tự nhiên. Ui. Ê con đánh tôi nè. Ủa mấy con này nó đánh được từ xa luôn hả? Giờ sao mình đi qua luôn hay sao? Ủa bây giờ ôi rồi bây giờ mình qua cổng thôi chứ giờ sao lẽ mình đứng đây. Trời ơi mọi người hỏi tào lao vậy. Ui đây nè. Ê qua đi. Đi. Ui. Còn mấy con nó là bự quá à. Mình lấy cung. Mình lấy cung mình bắn nó đi rồi mình nhào vô mình đánh sâu. Ủa, bên đây chỉ còn mấy con mấy con cung rồi. Mày. Chưa. Vô phòng đi. Vô nè. Trời ơi, nó đánh đâu à? Tổng tóc rồi, chứ tóc nó xuống luôn đồ đó. Mày. Nó đi. Nó đập em chết liên tục luôn anh. Thôi mày mưa là mình miệng mấy con này hôi quá. Chắc chưa đánh răng à? Đậu không á, anh nhìn hàm răng. Ôi. Ôi còn bắn cung kìa. Ôi có chân bắn mấy con bắn cung đi. Trời ơi, còn đứng đây nhìn nữa mọi người. Giết mấy con bắn cung đi, đừng qua. Ok rồi, giết hết rồi. Mình chưa phong mấy con kia có đánh người không vậy? Ai biết, hình như là mấy con bù nhìn ha anh ơi, chứ không có gì đâu. Mình của chỗ này mình phải bắt cua qua hả? Ôi cẩn thận nha, coi chừng té nha. Anh và tí mấy con bắn cung kìa. Trời ơi, nhảy qua vậy. Ờ đâu giết cái con trên nóc nhà kìa. Để tôi. Ok được rồi. Ơi, sao anh? Ở nếu mấy con bù nhìn nó cũng đánh mình thì sao chứ nó không tha mình đâu. Ai biết thôi, mình cứ bắt cua đi qua đi nhanh lên. Từ từ. Ôi nhảy qua đường này đúng không? Bắt cua qua đi mà đây. Ok, để bắt cua ra, qua đó. Ok. Rồi xong luôn.
Ok qua được nè trời. Dễ dàng. Ủa bà Timmy bà bơi với dung nham luôn rồi. Ờ mày có mua nhiều con em đi chơi. Không em đứng kế bên mà nó nè mà nó có quýnh em đâu. Trời ơi. Giờ sao để tôi đi lên ta. Đào đào đất leo lên trời ơi. Leo lên. Đi ra đi ra leo lên Timmy đây đi. Trời ơi có bắt cua đi qua thôi mà cũng lên không được nữa thiệt. Nút gì vậy. Trời ơi chạy mau rồi chạy mau rồi. Đâu. Leo lên Timmy còn bơi bơi vòng nữa. Ồ sao sao rằng là mình bà lên trước mình sao bà mới đưa vậy. Ok ok rồi rồi mình đi. Go. Ủa mấy cái bùi nhiều còn đánh ngươi vậy. À có đây có. Ủa cái này à. Trời mấy thằng ai vũ mày. Tính đây là hồi nãy nó có đánh em đâu ba. Ui ui. Ủa sao nó đánh mình rồi còn bốc cháy nữa đây. No. Ui ui. Đậu phòng. Cái gì đâu vậy. À. Mấy cái bùi nhiều này có sức mạnh phép thuật nha cẩn thận nha. Ui rồi xong. Ui đâu nha. Này chỉ là kiểu là mô hình nào. Chứ nhà chứ nhà nhỉ. Ờ trong mấy cái nhà này có gì không vậy? Trên nắp nhà thì mình dùng cung mình bắn đi anh trời. Trong mấy cái nhà này có gì không vậy? Ai biết? Không có gì hết. Ok đi trời ơi. Ôi con kia con nghe đâu vậy? Ôi trời ơi nó chạy trong mấy cái nhà kìa. Ôi. Anh mà không đánh đi để nó đánh Timmy hoài kìa trời. Anh có đánh kia nó ta vừa đánh chết anh luôn á. Nó đánh tôi như con bẻ luôn nè. Em nghe điều thú vị không? Gì anh? Hai con mùi nhìn mỗi con đấy có một cái nhưng mà bà chim Timmy bà chém anh hai cái lận. Bà chém anh em chết lên nè. Ôi trời bây giờ. Hình như cái này. Đi đâu kia đây? Bên đây nè. Cái lá cờ màu đỏ nè mọi người không thấy chứ. Ôi trời nhưng mà bây giờ cái này nó hơi đông nha anh nha. Ban đầu mình gặp thổ dân xong gặp mấy thằng người đá xong gặp mùi nhìn giờ mình gặp cả ba luôn rồi sao? Giờ mình nhào vô mình đánh thôi giờ sao mình mở cửa xong mình nhào vô mình đánh liền nha trời nè. Timmy vô trước đi Timmy. Trời ơi đóng cửa lại gì vậy? À, đâu? À, em mở cửa ra xong nó nhào ra luôn. Không để đánh nó chứ đóng cái cửa vô. Không cho ai đi có một tuần rồi xong. Đóng cái cửa vào. No, đóng cửa. Thì anh đánh đi chứ anh đừng anh đóng cửa không được đâu giờ còn nước đánh thì à. Không được. Mày đi ra đi ra đóng cửa vô. Nó đi. Không được rồi. Tránh ra cho em nhào vô luôn solo rồi coi chừng đó. Yo, solo, mày. Ờ đem. Đây em đặt mấy con sói đây. Chết, mất máu rồi. No, đừng đập nữa cho tao đặt con sói ra. Gặp fan cuồng ơi, nhìn nguyên một bầy ở dưới phong kìa. Vừa đánh hit and run. No, hit and run. Để em đặt con sói ra. Chịu hồi sói ra. No, vừa đánh vừa lùi. No. Mấy ông vũ đi hết rồi hả? Ok. Em chịu hồi con sói ra nè. Giờ con sói sẽ đập. Ui. Con ai con chạy dữ không? Vứt đi coi. Hết rồi, trời. Cái này là trứng ma sói, anh đọc cái gì vậy? Quên, trứng ma sói nha. Ai mà kêu chạy chứ. Ở đây, đậu phộng, đập, giết đi, anh đứng ra nó xảo ngoài dịch. Anh đang giết lè, lấy anh trước mặt kìa. Ôi, em biết tại sao anh phải đứng ra xa không Phong? Vì anh sợ là anh đánh một mà bà Timmy bà chém anh hai á, nhìn ghê không? Thôi, em tập nha, dùng skill luôn. Đậu phộng, lần này em dùng skill chết hết á. Cút. Rồi xong ok, hello Phong siêu quá chết luôn anh rồi. Giết anh mệt luôn hả? Dùng skill luôn, Timmy dùng skill luôn, giết luôn. Ê Phong ơi Phong. Sao anh, đậu Phong giết hết nè. Ôi mệt quá. Ủa Phong, sao anh? Phong ơi, cái gì? Anh nhanh đừng mua chai dứt. Chắc tại giết cái con, mấy con quái vật đó mình lụm được. Ê giờ xong, sao vô? Cái này sao vô? Ờ đi. Đây nè. Anh đi ra đi. Ủa trên trong kia sao ở trong kia nó đang tổ chức sinh nhật sao kìa anh? Phải đốt pháo hoa lập kìa. Để từ đi em đập cửa vô từ mọi người đợi em xíu. Mọi người đừng có động vô người tôi. Đi ra nha. Ủa có luôn à? Có cần gạt sao nãy không đặt đâu không? Ôi quá giật không à. Tính ra là bà có cần gạt mà nãy giờ bà đợi em đập. Để cho Phong đấm mòn tay luôn không mà mới đặt. Ok rồi, mình sẽ lấy mấy cái pháo hoa này về luôn. Lấy pháo hoa này về đốt chơi. Ồ ok về. Mình vô đây chỉ để lấy pháo hoa thôi à. Ủa? À không. Ồ cái này là gì ta để xem coi. Ồ. Kim cương nè. Hốt. Kim cương kìa. Ui Timmy mà có cái búa hả? Ủa cái này là gì ta? Ủa anh Vịt cái này là gì anh Vịt? Ai biết được cái gì nhà thờ tổ thì chúng nó thì nghi lễ gì á. Biết đâu cái này là cái tượng cổ này nó có liên quan đến ông vịt trời sao thì mình cứ đào về xem coi như thế nào. Thì anh bảo đào về mày còn đánh lên nữa tào lao mày nghiện lại còn ngại lên đào về coi hốt. Ô anh đi anh đào kim cương cho anh cái ta chịu đào cục này đâu tào lao. Ok thôi mình lấy cái này về. Hốt đi. Ok các bạn ơi thì mình và Timmy với là anh Mr. Vịt đã đi vào được cái chỗ của bọn thổ dân này và bọn mình đã cứu được một cái tượng cổ. Mình không biết cái đó là cái tượng gì nhưng mà nói chung thì mình mặc kệ đi cho bọn mình sẽ tìm hiểu sau. Thì cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt với lại Timmy để subscribe ủng hộ cho bộ ba bá đạo nha. Cái gì vậy? Sao con sói nó cắn tôi vậy? Ui da.
đậu phộng cay con cay nhưng mình tao kêu ghét mày. Ok làm thật cay đó luôn rồi đậu phộng. Ok rồi tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời.